cho chúng tôi cần càng quá holiday champagne everyday ngày nào với anh cũng là party yeah. Yên tâm đi vì anh khi thấy em đây dù là ngôi sao anh sẽ hai trên trời sao tình luôn quay mỗi em. Chào các bạn đã trở lại với kênh của Truyền Hữu Audio. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 3 loa nghe nhạc mà các bạn có thể hát karaoke bật tì bóp nha. Thì hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn 3 cái loa ở đây. Bé có, tầm trung có, cao có ha. Thì mình sẽ cho các bạn xem. Đầu tiên thì mình sẽ review về thông số, test âm thanh cho các bạn nghe, cũng như là báo giá công khai cho các bạn về những mẫu loa này nha. Đầu tiên là dòng bật tì bóp 310. Công suất này là 300W nha. Các bạn có thể kết nối Bluetooth, có cổng reverb. Ở đây họ để là echo nhưng thực ra nó là reverb chứ không phải echo. Hát thì cũng tương đối, không có mic không dây đi kèm nha. Đây là 310. Và mẫu loa thứ hai là một cái mẫu loa rất là mới mà bên nhà phân phối họ mới đưa cho Hữu nha. Cái này thì chưa có cái video review chi tiết. Thì đây là cái Monster Circle Plus. Bản này là 120W. Có cái hai cái bass là 16 và hai cái chép là 5 inch. Nhưng mà đặc biệt ở đây á, thì Hữu sẽ show cho các bạn xem. Nó sẽ đi kèm cho các bạn một cặp mic không dây như thế này. Trên loa này thì như Hữu đã giới thiệu cho các bạn thì nó sẽ có hiệu ứng cả reverb và echo cũng tương đối thôi, chứ không có sâu. Đặc biệt những cái mẫu loa của Mỹ á, thì nó thiên về nghe nhạc thôi, chứ nó không hát echo hiệu ứng sâu như với những cái dòng loa như là KC Box, Sumiko hay là Agnos nha các bạn. Thì về test cái chi tiết cái này thì Hữu sẽ test sau và review một cái bài khác. Hôm nay là cái bài top 3 thôi. Một lát mình sẽ test tương tự ngoài trời cho các bạn. Và cuối cùng trong cái top 3 ngày hôm nay đó chính là cái mẫu JBL Encore mà có giá rất là tốt. Trước đây khi mà nó mới ra là 10.500.000, nhưng mà trong cái dịp tháng 1 này gần Tết rồi, cái sản phẩm này nó chỉ còn cái giá là 8.800.000 thôi các bạn. 8.800.000 mẫu này, nhưng mà công suất nó 100W. Đi kèm cái JBL Encore này thì nó sẽ, đây là cái phiên bản, nó sẽ có kèm mic mic không dây, hát hiệu ứng reverb nha. Hiệu ứng là reverb, nó không có echo. Thì nó sẽ có một cái bản nữa, là một cái bản thu gọn, nó sẽ không có mic, giá nó mềm hơn. Hiện tại các bạn sở hữu cái loa Encore này thì giá nó cực kỳ tốt, 8.800.000. Cái mẫu này cũng là chính hãng của Mỹ nhưng không phải là JBL, thương hiệu là Monster. Giá nó nhích hơn xíu, giá mới luôn là 8.900.000. Đó. Còn cái sản phẩm này là bật tì bóp 310. Giá mới nhất trên thị trường khoảng 13.500.000, nhưng mà tại Truyền Hữu chỉ còn khoảng 12.900.000 trong cái dịp tháng 1 này đó. Với những cái mẫu loa bật tì bóp này á, thì các bạn có thể sử dụng nghe nhạc ngoài trời, tiệc tùng, đa số để nghe là chính. Hát thì hiệu ứng nó cũng tương đối thôi, không mềm lắm. Và đặc biệt nếu các bạn muốn nghe hoặc là đi trên xe đó, muốn nghe cái dải bay, cái dải súp nó căng mà cái loa của xe hơi nó không có đáp ứng cho các bạn, thì có thể mang theo cái này để các bạn nghe thử. Ở bên trong cái không gian kính thì nó sẽ rất là lực luôn. Thì một lát mình sẽ test thử bên trong xe cho các bạn ba cái âm thanh của ba cái dòng loa này. Bây giờ thì Hữu sẽ mời các bạn nghe thử cái âm thanh của cái này 100W, 120W và 300W ở ngoài trời như thế nào nha. Mời các bạn nghe thử, mình sẽ test cái khoảng cách cũng khá là rộng. Ok, mời cả nhà. Baby em là một ngôi sao, có thể tận dụng ở cô chú có thể sử dụng để mở nhạc ở những cái không gian ở phòng nè, tập aerobic nè, thể dục nhịp điệu nè. Một số Hữu quan sát là có một số cô chú ở cái không gian bên ngoài mà công viên á, mà có thể cho mở âm thanh á, thì họ vẫn có thể sử dụng những cái loa này, tại vì về cái âm thanh nó hay, công suất nó ok khi bên ngoài, và thứ hai nó có đèn nó rất là bắt mắt đó. Rồi những cái tụ điểm mà các bạn trẻ hay chịu sử dụng mà chơi ba tin á, thì Hữu cũng có thấy sử dụng những cái dòng bật tì bóp như thế này. Nó sẽ có những cái dòng khác cao hơn nữa, ví dụ như là JBL 710 hoặc là 1000, hoặc là mới nhất có cái dòng JBL Ultimate, nhưng mà Hữu chưa có hàng ở đây để review cho các bạn. Đó, thì
nó ứng dụng khá là nhiều nha các bạn, về thiên về nghe nhạc, rồi sử dụng mới mic nói, các bạn chỉ cần chỉnh cái mic nó khô lại thì chúng ta có thể sử dụng để làm thông báo hay là diễn thuyết trước đám đông thì rất là ok luôn. Và bây giờ cũng là 6 giờ nha anh em. Hữu vừa xong công việc ở quận 2 Bình Dương xong, Hữu ghé ngang công viên ở đây là Dĩa An nha. Review cho anh em luôn thì ánh sáng có bị thiếu thì mọi người thông cảm nha. Quan trọng là những con loa này nó đẹp, âm thanh ok. Và các bạn đã nghe ba con loa Hữu giới thiệu lại nè. JBL hoặc T-Box Encore nè, kèm 2 mic không dây. Cái này là hiện tại giá ưu đãi cho các bạn nha. Full box độc thùng mới luôn, bảo hành chính hãng JBL, Hữu để cho anh em 8.8 triệu. Cái mẫu loa này mới nhất Monster Cycle Plus, công suất 120W nha. Loa này mới khoảng cũng nhích hơn cái kia một xíu đó, của thương hiệu Monster, kèm 2 mic không dây luôn, có reverb, có echo nhẹ. Và cuối cùng là bật T-Box 310, công suất là 300W. Thì anh em thấy là nếu mà đánh ở không gian bên ngoài á thì cái này là lớn nhất công suất rồi, nghe rất là bay, rất là chắc, sâu, có đèn, có bánh xe để di chuyển cho các bạn luôn. Thì cái mẫu này nếu các bạn sử dụng ở không gian rộng như thế này thì nó phù hợp hơn. Những cái mẫu kia thì với không gian nhỏ nhỏ hơn thì anh em chơi picnic, nghe nhạc đó, với những cái nhu cầu như mà Hữu chia sẻ cho các bạn đó. Thì ok, cảm ơn các bạn chị rất nhiều. Thì một lát trên xe thì Hữu sẽ thu một đoạn nhỏ cho các bạn nghe thử cái âm thanh của mẫu loa này khi bên trong như thế nào nha. Ok, các bạn nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu và đón xem nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Và bây giờ thì Hữu sẽ mời các bạn, các anh chị nghe thử âm thanh của loa, cái loa to nhất JBL 310 bật T-Box, Hữu đang để sau cớp á, đã bật chức năng bassboost nha. Bây giờ mời anh em nghe thử, nếu anh em mà không phê với lại cái loa của xe hơi của các bạn thì có thể mang cái này theo để nghe, đặc biệt là những cái dòng nhạc bay, nhạc bass căng ở remix giống như Hữu, thì mời các bạn nghe thử nè. Ok. Căng quá. Hữu sẽ giảm xuống 50%.